đó các bạn. Mình xin lép, tức là hô cao. Hôm nay chúng ta sẽ tới một cái series hướng dẫn cho các bạn tập cái động tác này các bạn. Rồi thì cái đầu tiên các bạn cần phải nhớ, dù các bạn tập phone kiểu nào cũng được, là tư thế bả vai bạn hãy đâu là bạn phải luôn hạ xuống và đưa vào ra sau các bạn. Lúc nào vai bạn phải tư thế dày, chứ bạn mà dày là bạn không bao giờ tập được full lever ha. Thì bạn chỉ cần nắm vững kỹ thuật vậy thôi. Ở tập đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba bài cơ bản mà quan trọng nhất để giúp các bạn xây dựng sức mạnh để hướng tới tập full lever các bạn nha. Let's go. Nhớ là mình nâng vai lên như vậy, nâng vai lên. Các bạn chưa làm cái gì được á. Rồi bài thứ ba đó là bài skin the cat. Nó sẽ giúp các bạn quen với cái chuyển động sau này khó hơn của full lever các bạn. Rồi, bài này thì bạn vào vị trí treo xà, nâng vai, co gối, xoay. Nếu bạn chưa quen á, bạn có thể cong tay một xíu. Và nếu khó quá bạn thì kiếm cái thở thấp, bật lên này, nhúng lên. Đấy, nhúng lên. Mình ráng làm sao xoát càng chậm càng tốt. Ok, đó chính là ba bài tập cơ bản và quan trọng nhất khi bạn xây dựng sức mạnh để có thể tập full lever sau này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần 2. Hẹn gặp lại các bạn.